Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Java, Seata, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu Ý. Và xe thì được sử dụng một rút chuyển động của Shimano S-Jam. Toàn bộ khung là khung nhôm, bánh là 26 inch, giảm sóc hơi. Tông màu trắng cực kỳ đẹp. Thương hiệu Java, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Ý, và model là Seata Pro. Chiếc xe đạp địa hình, khung nhôm. Tổng thể xe thì như các bác có thể nhìn thấy trên video và đánh giá, xe còn giữ cái độ mới nó rất là tốt, màu sơn các thứ còn cực kỳ là bóng bẩy. Hầu như rất ít vết xước, rất là đẹp. Sử dụng bộ rút của S-Jam, loại hãng phụ tùng cực kỳ đẳng cấp, phụ tùng của rất là đẳng cấp của Mỹ, model S-Jam XS 10 lít. Dòng XS này nó cũng tương đối là cao cấp của dòng S-Jam, sử dụng 10 lít. Lít này cũng là lít S-Jam luôn các bác nhé, lít S-Jam luôn, cực kỳ đẹp. Các bác nhìn này, cách làm lít rất là đẹp. Đùi đạp, gạt đĩa, full một set rút của S-Jam. Sử dụng thêm phanh dầu của Avid. Giảm sóc hơi, sóc hơi của SR Santur Evicon, Mayer bi vòng. Tôi sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, khóa yên tới tâm của phốt 56 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 1m72-73 thì là phù hợp. Cực kỳ mượt mà, rất là nhận. Sử dụng bộ rút chuyển động Shimano S-Jam XS 10 lít và 3 đĩa, xe 30 tốc độ khác nhau. Rất mượt mà, cực kỳ nhận. Chiếc xe đang có giá bán với em chỉ có là 8.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.